Ok, hello các bạn. Ở trong phần 1 thì chúng ta đã chứng kiến được cái cảnh thanh toán nhau đẫm máu giữa hai băng đảng Nagok và băng đảng Murad. Băng đảng Murad là cầm đầu trở tình, còn băng đảng Nagok là băng cầm đầu, nó coi như là cầm chùm bên cảng. Đúng không? Thì video hôm trước chúng ta kết thúc ngay tại chỗ là Murad bị Nagok đâm một phát chí mạng ngay vào cổ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 với sự xuất hiện của băng đảng Zuka, hay còn gọi là băng đảng của bảy gà. Ok các bạn. Zuka gà nhà bông là đứa em út của băng đảng Zuka, cầm chùm khu chuồng gà, hay được gọi là băng của bảy gà. Thì vào một hôm, vào đúng cái hôm mà Murad bị Nagok đâm, Zuka đã tình cờ phát hiện ra băng của anh em mình, thành viên Murad của anh em mình đã bị bên kia đâm. Và Zuka rất là hốt hoảng, bèn quay xe đạp lại tiến đến để xem tình hình của Murad như thế nào. Một chuyện hy hữu xảy ra khi mà Zuka phát hiện ra Murad vẫn còn sống, tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn thoi thóp. Lúc đó thì Zuka quyết định bóc điện thoại lên và gọi điện cho xe cấp cứu lại để đưa Murad vô bệnh viện. Alo chị ơi, đây có người bị đâm lại liền hả chị? Rồi, ok em, chị lại liền em ơi. Ơ đây nè bà nội, đây nè bà chị, đâu vậy? Thuốc rồi đây nè. Khi cô y tá vừa bước xuống xe, Zuka cảm thấy rất là bất ngờ khi biết rằng đây chính là Vega, nữ y tá, một người yêu cũ của Murad. Vega rất là bàng hoàng khi thấy Murad, người yêu cũ của mình, đang nằm ở bên vệ đường. Cô nhanh chóng đưa Murad lên xe và quyết tâm và hứa với lòng mình là sẽ trả thù món nợ này. Cho nên là các bạn, sau tập này các bạn sẽ thấy sự xuất hiện thêm của băng Vega nha các bạn. Rồi, ok. Vậy là Vega sẽ đưa Murad lên xe cấp cứu là vào bệnh viện để trị vết thương này. Còn nhiệm vụ của Zuka đó chính là sẽ quay về nhà để báo lại cho ông chùm thông tin về cái việc là quân đàn em của mình là Murad, không, bên chợ tình đã bị bên băng bến cảng quýnh tơi bời. Nhắc đến khu chợ gà, không một ai là không kinh hồn bạc vía về danh tiếng của những tay anh chị khát máu. Chợ gà tuy nằm ở khu ngoại ô nhưng nắm giữ một vị thế vô cùng trọng yếu, khiến cho tất cả các bậc anh chị trong giang hồ đều khao khát để sở hữu khu này. Tuy là mang tên là khu chợ gà, nhưng khu này là một dãy liên hợp những xí nghiệp, nhà máy với quy mô cực lớn. Nơi đây đã từng xảy ra những vụ thảm sát đẫm máu để tranh giành địa bàn của các tay anh chị có tiếng ở trong giới giang hồ. Công nhân tại khu chợ gà chủ yếu là nữ giới, là những người bị bắt về vừa làm nô lệ tình dục phục vụ cho việc ăn chơi sa đọ của các bậc anh chị, vừa làm công nhân cho các xí nghiệp, nhà máy. Do khu chợ gà được chính phủ bảo kê cho nên các hoạt động bành trướng ở khu chợ gà ngày một công khai. Các hoạt động mua bán vũ khí, mại dâm, heroin diễn ra giữa ban ngày. Thế nên chợ gà càng ngày càng là nỗi khiếp sợ cho bất cứ băng đảng nào khi nghe đến ba chữ khu chợ gà. Cầm đầu khu chợ gà trong hơn 100 năm nay đó chính là băng đảng của Zuka, hay còn được gọi là băng bảy gà. Để có thể cầm đầu khu chợ gà,
Máu của các tay anh chị trong băng đảng Yuka đã đổ xuống không biết bao nhiêu, và chính vì thế khu chơi gà đã gắn liền với những giai thoại rợn người. Những chuyện kỳ bí về ma ám, ma hại người vẫn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Khi biết được băng đảng anh em của mình là băng Murat đã bị băng bến cảng Narok đánh tơi bời, Yuka đã không quản ngày đêm đường xá xa xôi để trở về báo cho đại ca biết về tình hình của băng chở tình đã bị tan tác như gắn mất đầu. Yuka không quản ngày đêm khó khăn đạp chiếc xe đạp cà kỳ cà cạch 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 rồi sắp mặt lờ nó con cái tội chơi ẩu. Trời ơi, có cái chuyện gì mà mày chị dữ vậy hả? Đại ca ơi, đại ca, em có tin cấp báo với đại ca. Cái băng Murat, băng bên chợ tình bị băng bên bến cảng nó quýnh quá trời luôn rồi. Mày nói cái gì, mày nói thiệt không? Dạ, em mới đi cấp cứu đằng Murat này đại ca. Mà nó tụi bay là thiệt là tình luôn đó nha. Tao mới nằm nghỉ được một chút mà tụi bay dám làm loạn ở khu bên kia rồi, khoan để tao dặn mấy con ghề ở nhà. Ê, tụi bay ở nhà phải làm việc đàng hoàng để không thôi tao về là tụi bay tới sổ đó nha. Dạ biết rồi, ông nội đi ông nội ơi, số nội nó nhiều quá, đi. Ok, đi anh em ơi, trời ơi, lần này tao phải cho cái băng rồi nhỉ, đã góc băng bến cảng một trận tơi bời, anh em lên đạn chuẩn bị chiến đấu rồi. Con mẹ nó, cái bằng bến cảng đâu, bằng thằng đàn ông đâu, bước cái đây anh biểu coi, thằng nào dám chơi mấy thằng đệ của anh đâu, thằng nào dám qua quậy bên khu trà tên đâu, bước ra đây. Ê, hai cái con kia, mày kêu á ông nội qua đây để cho tao gặp coi, mày dám đụng với bằng chợ tình hả? Tụi bay có biết băng chợ tình là đàn em với băng chợ gà của bọn tao không hả? Lần này tao quýnh chết mẹ tụi bay luôn. Tao hỏi lại trong số tụi bay thằng nào đã chơi băng chợ tình nội tao đó rồi sao? Tao chơi đó rồi sao? Giờ mày muốn gì? Ê, mày thích chơi đúng không gái? Thích chơi đi chơi. Hai bên quyết chiến với nhau một trận sống máy, quyết chiến với nhau một trận sinh tử. Tuy là bên băng của chợ gà ít anh em hơn, nhưng toàn là những người thiện chiến, toàn là những quân lính tinh nhuệ đã được đào tạo qua 7 đời. Còn bên băng của bến cảng, tuy là quân số có đông hơn, nhưng toàn là những tên lính quách con, những đứa được mới tiễn vào mới làm được 2-3 ngày, cho nên là băng của bến cảng đã bị băng của bảy gà quýnh trong một trận tơi bời qua lá cành, không còn đường ngửa mặt lên trời. Và điều cuối cùng, thắng làm vua, thua thì làm giặc. Băng Na Gốc đã bị băng của bảy gà quýnh trong một trận không còn manh giáp rồi các bạn. Như các bạn đã thấy, bên Na Gốc đã không còn một thằng nào có thể đứng dậy nổi. Những thằng trẻ trâu cuối cùng đã bị đại ca bên băng bảy gà dần trong một trận tơi bời, không còn thấy biết ba mẹ là ai luôn.
Nhưng rất không may cho băng của bảy gà. Ở trên cao, một thành viên của băng bến cảng đã nhìn thấy tất cả các sự việc. Và mọi chuyện sẽ không ngừng lại ở đây. Mời các bạn đón theo dõi tiếp trong phần 3 của series phim Tình Nghĩa Giang Hồ.